Hi, Hoàng Lịch Diệp xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi quay lại Ninh Bình. Chắc hẳn là quý vị cũng đã xem các cái tác phẩm trong triển lãm rồi. Ở video này thì tôi sẽ ghi hình các cái gian hàng chợ, hàng thương mại của anh em ngoài đường để xem có những cái điều gì thú vị không nha. Anh em cũng xem luôn một số những cái giá trị. Đây có một cái cây tùng rất là đẹp của nhà vườn Phát Đạt. À, vâng, chào các anh. Em lướt qua gian hàng thương mại. Ồ, có cái cành rớt đẹp chưa? Rất là điệu. Thêm một cây tùng nữa này. Cây tùng Giáng Long. Nhà vườn Phát Đạt có thông tin nhé. Quý vị các bạn mà cái thích cái gì hoặc là mê cái nào thì liên hệ. Đây có một cái dãy cái mini sung mini. Về tổng quan thì cái gian hàng chợ hàng thương mại năm nay rất là nhiều, có lẽ là đến cả trăm lốt, trăm ô. Mỗi người một phong cách. Ở đây thì lại những cây tùng này. Sang bên này thì chúng ta sẽ lại được ngắm một cái cây dưới rất là đẹp, tiềm năng của nhà vườn Tùng Túy này. Cây dưới cực đẹp luôn. Nghe anh Tùng anh chia sẻ thì cây này giá cả rất hợp lý. Anh em nào cần mà một cái cây dưới này nó cũng hoàn thiện rồi. Rất là đẹp. Cái này nó cao cỡ được khoảng 1,4 m, rất là vừa, không quá cao. Vâng, em vào Vĩnh Long ra cũng được 6 ngày rồi anh ạ. Cái nhà cái ông Thắng gì à? Ông Thắng Sài Gòn đi. Vâng ạ, anh Thắng Sài Gòn đợt đi xuyên Việt anh ạ, cũng lâu rồi. Không về rồi xem cái clip đấy là hình như là hôm bây giờ ông anh đi vào đấy mà. À, vừa rồi vào cái mới thôi chứ nhỉ. Đây là em quay xuyên Việt đấy. Ông đi này lịch trình dài lắm. Em đi suốt mà. Hôm này là ông có cái nhất kia nhà nhỉ. Nhất kia nhà lắm. Văn bình luận là rất là hay. Hàng đầu, nếu mà tiền thưởng thì hàng đầu. Cảm ơn các anh động viên. Cái kia là nghe câu nhiều là cái câu như đây thôi. Vâng. Không làm cho người xem nó. Chúng ta đang cái này là cái làm rất bài bản này. Xem các cái đun các cái chậu. Rất bài bản này là kể cả mời các cụ cây cao cũng cho Đồng Nai. Này ông làm có cả tư vấn. Hai anh chủ nha. Ekip thì có cả con em thì nó. Vâng, Phương Hoa, dạ. Này làm rất bài bản. Và nhà vườn Tùng Tý là từ phóng viên ra mua bán cái cảnh chậu cảnh các loại. Xin mời, xin mời. Đây là cái gian hàng ngoài chợ thương mại, còn trong nhà vườn của anh Tùng Tý thì còn rất là nhiều. Đấy, nhìn cơ sở một cái nhà bạc anh em tá túc trong những ngày bán hàng tại triển lãm Ninh Bình. Rất là nhiều mẫu mã
đa dạng kiểu dáng kích thước. Đấy, chất liệu men rất đẹp luôn. Đấy, quý vị xem đi ạ. Thế cái gì nó phù hợp mà có nhu cầu để trồng cây. Kiều châu à? Chất liệu nó là công nghệ của Trung Quốc. À, sao lại thiêu thì chất đất lái thiêu nó không hấp nhiệt. Đất lái thiêu Đồng Nai hả? Vâng. Như cái này là giá đây hả hay gì? Như này là 2 triệu 6 đúng không? 26 triệu. À, 26 triệu. À, rồi. Rồi, đế tính riêng. Đấy. Chậu không là 26 triệu một cái nha. Dưới này là 9 triệu cái dưới này đúng không? Đấy, ok. Ừ, đây đều có giá hết này. Vậy thì chúng ta có thể tham khảo được. Cái này 3 triệu rưỡi nhá. Đây là bán lẻ. Còn bán buôn thì sẽ có cái giá khác hơn, đương nhiên là sẽ có ưu đãi hơn rồi. 2 triệu rưỡi này, 2 triệu này. Đấy, tổng cái bộ đôi này là 4 triệu rưỡi này. Cái này là đế ở dưới là 5 triệu này. Trên này là 9 triệu rưỡi à? Đấy. Rồi, tham khảo cái này là 2 triệu. Trên. Đấy, này đọc giá tất cả những các loại đôn chậu này. Cái này là 5 triệu, rất đẹp. Chất liệu tuyệt vời. Chất men thì rất là bền. 10 triệu một đôi này, rất đẹp. Không được. Bề mặt nó rất là phẳng nha. Có nhiều cái nó còn cong vênh. Cái này rất phẳng. Đấy, chậu trên này là như chậu này. Như chậu này là 1 triệu 2 à? Cái này là 1 triệu này. Đấy. 2 triệu này. Đấy. Có giá hết luôn cả nhà. Cái kia là 2 triệu rưỡi này. Đấy, trên. Cái này là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. Đây, đường nét hoa văn này. Rất là đẹp. Ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Một triệu rưỡi này. Cái đốn trong này phẳng hơi là phẳng luôn. Hoa văn rất đẹp. Lành tít. 3 triệu. Cái này trên 600 nghìn này. Cái nhỏ nhỏ này khoảng cỡ 25 x 28 tầm đấy. Đấy. Cái này là 4 triệu rưỡi này. Hết giá luôn. 9 triệu rưỡi cái này. Đó. 4 triệu cái này. Dưới này là 2 triệu. Đây, cái này là 3 triệu 8 à. Đấy. Dưới này là 2 triệu 3. Cái này là 3 triệu 7 này. Ở dưới là 2 triệu rưỡi nhá. 2 triệu rưỡi cái này. Đây. Nó bị lắc. 2 triệu 8 này. Đó. Cái to ở ngoài này chắc là cỡ 40 x 40. Đây là 1 triệu. Cái này là 1 triệu rưỡi này. Cái đồn dưới này là 2 triệu 7 nhá. 2 triệu 7 này. Nó có kích thước thông số nhưng mà không kịp đọc ở đây. Cái này 2 triệu 8 nha. Giá cả nói chung là rất là hợp lý. Đó. Đó việc lên một cái tác phẩm đẹp cho chúng ta.
đấy, rất là nhiều đấy, thông tin của nhà vườn Tùng Túy đây, có số điện thoại ở ngoài này luôn đấy, quý vị cùng xem nhé. Đấy, mọi cái nhu cầu liên quan đến độn chậu Đồng Nai. À, số 0915 này là đúng à? 0915 này 562758 nhà vườn Tùng Túy. Rồi. Nó bị sai hả? Thôi, không lấy thông tin cái đó nữa. Gian hàng Tùng Túy ở ngay đường vào bên phải, cấp tất cả các loại đôn chậu mô. Xin mời tất cả quý vị anh em mà có nhu cầu thì liên hệ với lại nhà vườn Tùng Túy nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Video này thì sẽ dừng tại nhà vườn Tùng Túy đã, rồi tiếp tục lại đi tham quan các cái vườn, cái gian hàng khác tại hội chợ triển lãm lần này. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.